những diễn biến mới nhất về tình hình cuộc chiến Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Tổng thống Zelensky kỳ vọng ở quân đội Ukraine sau khi bổ nhiệm tướng Zelensky. Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn để tái chiếm Krasny Liman. Tướng Nga bị sa thải vì say rượu ẩu đả. Ukraine hé lộ chiến dịch chưa từng có đánh chìm tàu tên lửa Nga ở Biển Đen. Nổ lớn trung chuyển nhà máy tên lửa đạn đạo của Nga. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, Ukrainska Pravda đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu ngày 8 tháng 2 đã liệt kê những thay đổi chính mà lực lượng vũ trang Ukraine cần sau khi bổ nhiệm Alexander Zelensky làm tổng tư lệnh, bao gồm giải quyết các vấn đề hậu cần và xây dựng hệ thống luân chuyển hiệu quả. Tổng thống Zelensky đã liệt kê các bước cần thiết vì năm 2024 chỉ có thể thành công đối với Ukraine nếu những thay đổi hiệu quả được thực hiện đối với cốt lõi của nền quốc phòng, đó là lực lượng vũ trang Ukraine. Một kế hoạch hành động chi tiết thực tế cho lực lượng vũ trang Ukraine đến năm 2024. Một kế hoạch hành động chi tiết thực tế cho lực lượng vũ trang Ukraine đến năm 2024 sẽ xuất hiện, có tính đến tình hình thực tiễn trên chiến trường hiện nay và triển vọng. Mỗi lữ đoàn chiến đấu ở tuyến đầu phải nhận được vũ khí hiệu quả của phương Tây, phải có sự phân phối lại công bằng những loại vũ khí đó theo hướng có lợi cho tuyến đầu của mặt trận. Bên cạnh đó, Ukraine phải giải quyết vấn đề hậu cần và xây dựng cơ chế luân chuyển hiệu quả trong quân đội. Kinh nghiệm của các lữ đoàn chiến đấu độc lập và các đơn vị của cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine, nơi có hệ thống như vậy, có thể được lấy làm cơ sở. Luân chuyển là đúng đắn. Ngoài ra, cần phải có sự cải thiện rõ rệt về chất lượng huấn luyện binh lính, chỉ những người lính được đào tạo ở tuyến đầu. Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn để tái chiếm Krasny Liman. Kính thưa quý vị, quân đội Nga đã phát động một chiến dịch tấn công gần thành phố Krasny Liman ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Các lực lượng vũ trang Nga đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát thành phố. Krasny Liman, Ukraine Liman, trước đây nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga, nhưng quân đội Nga đã rời thành phố vào mùa thu năm 2022 do có nguy cơ bị bao vây. Phóng viên quân sự Andrei Gross cho biết quân đội Nga đang tiến vào khu vực các làng Cherny, Toskoe và Jambon nằm ở phía đông bắc Krasny Liman. Theo ông, đi theo tuyến này sẽ cho phép họ đến được thành phố. Trung tá đã nghỉ hưu của lực lượng dân quân nhân dân Cộng hòa Nhân dân Luhansk, Andrei Marokko nói thêm rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã mất một số thành trì quan trọng về mặt chiến lược trong khu vực của các khu định cư đó. Phóng viên quân sự Andrei Kost cho biết có các lực lượng nghiêm túc tham gia vào hoạt động này. Việc chiếm được ba ngôi làng trên sẽ giúp quân Nga tiến gần hơn đến Liman. Từ Krasny Liman, lực lượng Nga sẽ có thể tiếp cận các khu vực Slavyan và Kharkov. Kost cho biết đây là một cột mốc quan trọng và cần phải đạt được. Theo phóng viên quân sự, hoạt động này có thể được coi là một phần trong kế hoạch bảo vệ các khu vực biên giới của Nga khỏi bị pháo kích. Kost cũng cho biết hoạt động này sẽ không hề dễ dàng. Tuyến Cherny, Toskoe, Jambon chạy dọc theo sông Serebet và lực lượng vũ trang Ukraine chiếm các vị trí phòng thủ dọc theo bờ phía tây của sông. Việc qua sông rất khó khăn do liên tục bị pháo binh và máy bay không người lái tấn công. Thành phố Krasny Liman ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR, nằm cách Bakhmut khoảng 45 km về phía tây bắc. Slavyan vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, chỉ cách đó khoảng 20 km. Một tuyến đường sắt chạy qua Liman kéo dài đến Izium ở vùng Kharkov, trong khi một nhánh khác chạy đến Slavyan. Quân đội Nga nắm quyền kiểm soát Krasny Liman vào năm 2022. Ngày 28 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố. Tuy nhiên, tình hình gần thành phố trở nên phức tạp hơn vào cuối tháng 9. Đến ngày 29 tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa Liman vào vòng bán nguyệt. Vào ngày 1 tháng 10, Bộ Quốc phòng thông báo rằng lực lượng vũ trang Nga và các lực lượng đồng minh đã rút về các vị trí thuận lợi hơn và có nguy cơ bị bao vây. Sau khi rút quân, họ định cư tại thị trấn Kremenaya ở Elbia. Tổng thống Sergei Gramsan Kadyrov sau đó nói rằng chính quyền Nga phải thực hiện các biện pháp quyết liệt trước việc lực lượng Nga rút khỏi Liman. Kadyrov cũng kêu gọi xem xét khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân năng lượng thấp.
tướng Nga bị sa thải vì say rượu ẩu đả. Kính thưa quý vị, RBC đưa tin vào ngày 7 tháng 2 có thông tin rằng Oleg Shchedrotny, người đứng đầu Tổng cục Hỗ trợ Hậu cần, đã bị sa thải khỏi cơ quan hải quan liên bang. Vị tướng này tự nguyện từ chức vào ngày 6 tháng 2. Ngày 5 tháng 2, kênh Telegram của Nga đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông trông giống tướng Oleg Shchedrotny nằm trên sàn tại đồn cảnh sát. Theo họ, ông đã bị giam ở Kaliningrad vì một cuộc ẩu đả trong cơn say. RBC đưa tin vào ngày 7 tháng 2 có thông tin rằng Oleg Shchedrotny, người đứng đầu Tổng cục Hỗ trợ Hậu cần, đã bị sa thải khỏi cơ quan hải quan liên bang. Vị tướng này tự nguyện từ chức vào ngày 6 tháng 2. Đầu tuần này, một số kênh Telegram của Nga đã đăng tải một đoạn video được cho là cho thấy cảnh Shchedrotny bị còng tay nằm trên sàn một đồn cảnh sát. Đoạn video được quay vào ngày 2 tháng 2 tại Kaliningrad, nơi vị tướng này đến để tham gia hội đồng thường niên của cơ quan hải quan trong khu vực. Vị tướng và các đồng sự của ông đang tổ chức một sự kiện tại nhà hàng của một khách sạn ở Kaliningrad. Tại một thời điểm của bữa tiệc, trong lúc say khướt, vị tướng này bắt đầu ẩu đả và bị bắt giữ. Shchedrotny đã bị cảnh sát giam giữ vài giờ. Shchedrotny là thiếu tướng của cơ quan hải quan. Ông đứng đầu Tổng cục Hậu cần chính từ năm 2017. Ukraine hé lộ chiến dịch chưa từng có đánh chìm tàu tên lửa Nga ở Biển Đen. Kính thưa quý vị, binh sĩ Ukraine nói Kiev đã sử dụng 10 chiếc xuồng tàu sát dùng động cơ của một tàu nước trong chiến dịch tập kích hộ vệ hạm Ivanovsk của Nga. Tổng cục tình báo quân đội Ukraine GUR đêm 1 tháng 2 triển khai xuồng tàu sát tập kích tàu tên lửa cỡ nhỏ Ivanovsk thuộc hạm đội Biển Đen của Nga, khiến con tàu trị giá 60 đến 70 triệu đô la bị chìm. Trung tướng Kirill Budanov, lãnh đạo GUR, khi đó cho biết 6 xuồng không người lái của Ukraine đã tấn công vào thân tàu, khiến chiến hạm nghiêng về phía sau rồi chìm. Hãng tin CNN ngày 5 tháng 2 dẫn lời binh sĩ Ukraine mang biệt danh 13, một trong những người tham gia chiến dịch, tiết lộ họ thực tế đã triển khai tổng cộng 10 xuồng tự sát để tập kích Ivanovsk, trong đó 6 chiếc đã đánh trúng mục tiêu. Binh sĩ này nói anh là thành viên một đơn vị đặc biệt trực thuộc GUR, từng nhiều lần sử dụng thiết bị không người lái để tấn công các mục tiêu ở Biển Đen cũng như lãnh thổ Nga trước đó. Vũ khí mà chúng tôi dùng trong cuộc tập kích tàu Ivanovsk là xuồng tàu sát Madura, 13 nói. Xuồng tàu sát Madura V5 do một doanh nghiệp nhà nước Ukraine chế tạo với giá khoảng 273.000 đô la mỗi chiếc, có tốc độ hành trình 40 km một giờ và tốc độ tối đa gần 80 km một giờ, sử dụng chung động cơ với các dòng mô tô nước dân sự. Tầm hoạt động lên tới 800 km, cho phép lực lượng Ukraine có thể triển khai nó để tập kích bán đảo Crimea từ khoảng cách rất xa. Madura V5 từng được Kiev sử dụng để đánh chìm hai tàu đổ bộ của Moscow ở cảng Chernomorsk, phía tây bán đảo Crimea vào tháng 11 năm 2023. 13 cho biết các mẫu xuồng tự sát như Madura V5 đã chứng minh được hiệu quả tác chiến đáng kinh ngạc, song nhấn mạnh rằng điều khiển chúng không phải là việc dễ dàng. Điều quan trọng nhất là bạn phải cảm nhận được chiếc xuồng, binh sĩ chia sẻ, chỉ cần lệch đi một chút là sẽ mất kiểm soát nó ngay. Bạn cần phải thật tinh tế, tỉ mỉ, giống như người thợ kim hoàn vậy. Mercury V5 có thể được lập trình để tự động di chuyển tới gần mục tiêu trong phần lớn quãng đường, nhưng người vận hành thường phải tự lái chiếc xuồng ở pha cuối để có thể lao vào đối phương một cách chính xác. Thiết bị được điều khiển thông qua kết nối tín hiệu vệ tinh Starlink của tập đoàn SpaceX. Nga gần đây tìm cách để cắt đứt tín hiệu Starlink của Ukraine, song tới nay chưa thành công do hệ thống này có cấu trúc rất phức tạp. 13 nói, Madura V5 có tải trọng 250 kg và có thể nâng lên thành 300 kg, song cho rằng đây là điều không cần thiết vì nó đã chứng minh được hiệu quả khi được dùng để đối đầu với các tàu chiến kiên cố bậc nhất trong hạm đội Biển Đen, dù chỉ mang theo 1/4 tấn thuốc nổ. Một điểm mạnh của Madura V5 là kích thước nhỏ với chiều dài gần 6 mét và phần nổi cao khoảng 0,5 mét, do đó phương tiện này khó bị nhắm mục tiêu khi di chuyển. Kích thước nhỏ khiến nó không dễ bị phát hiện hoặc bắn trúng, đặc biệt là ở vùng biển rộng.
Dù vậy, điều này cũng khiến việc điều khiển nó trở nên tương đối khó trong điều kiện biển động, 13 nói. Theo binh sĩ 13, chiến hạm Nga thường không được trang bị vũ khí chuyên dụng để đối phó với xuồng không người lái, nên phải dùng pháo tầm gần, dù khí tài này phù hợp để nhắm bắn tàu chiến hạm. Trong vụ tập kích đêm 1 tháng 2, tổ hợp phòng thủ cực gần AK-630M trên tàu Ivanovets đã liên tiếp khai hỏa về hướng một chiếc Modera V5, song không thể bắn trúng do nó liên tục di chuyển theo hình xích sắt để tránh đạn, trước khi đâm vào phía sau chiến hạm. Một chiếc xuồng khác sau đó lao vào mạn trái tàu Ivanovets, nơi có lỗ thủng do đạn tấn công trước gây ra, khiến con tàu nghiêng dần về phía đuôi rồi chìm xuống trong thế hướng mũi lên trên. 13 cho biết Modera V5 sở hữu tính cơ động rất cao, đồng thời trình diễn khả năng thực hiện những cú ngoặt gấp ngay cả khi đang ở trong chế độ lái tự động. Không có chiến hạm nào cơ động bằng những chiếc xuồng này cả, binh sĩ này nhận xét. Nổ lớn trung chuyển nhà máy tên lửa đạn đạo của Nga. Kính thưa quý vị, truyền thông nhà nước Nga khẳng định vụ nổ xảy ra trong quá trình thử nghiệm động cơ tên lửa thông thường. Được biết, nhà máy Vodkin chuyên sản xuất động cơ tên lửa và tên lửa đạn đạo chiến lược cho hệ thống Tupolev và Iskander của quân đội Nga. Những đám cháy lớn bùng phát sau vụ nổ có thể nhìn thấy từ các vị trí cách xa hàng km. Các vụ nổ thường xuyên tại các nhà máy quân sự và vũ khí phục vụ cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine thường được cho là do máy bay không người lái của Ukraine gây ra. Mặc dù Ukraine chưa bao giờ chính thức tuyên bố chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công cụ thể nào, nhưng những vụ nổ này làm nổi bật điểm yếu của phòng không Nga và làm gián đoạn ngành công nghiệp quân sự hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của nước này. Hiện chưa có tuyên bố chính thức nào được đưa ra về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ ở nhà máy Vostok. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin vụ nổ được cho là xảy ra trong các cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa đã được lên kế hoạch trước đó. Nhà máy Vostok nằm ngay bên ngoài Izhev, một thành phố cách Moscow 600 km về phía đông thuộc Cộng hòa Admet của Nga. Nhà máy chuyên sản xuất pháo và tên lửa đạn đạo chiến lược cho các tổ hợp Tupolev và Iskander. Vào cuối năm ngoái, nhà máy Vostok đã công bố 19 hợp đồng cấp nhà nước liên quan đến sản xuất linh kiện vũ khí hạt nhân. Cơ sở này có một khu thử nghiệm tại chỗ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.